Nay là 13 tháng 7 năm 2022. Mình đang có mặt tại vườn Chu Quỳnh, Mũi Đầu, hôm qua mưa to. Mọi người sao cách cái chén này một phân. Nó qua mưa to thế mà mổ vẫn có này. Đó, Mũi Đầu. Mũi Đầu thế này. Ok rồi. Cây nhỏ. Đó, cây này nâng tô. Này cắm ống hơi dốc tí. Cây này vào nước rồi này. Nâng tô. Mũi Đầu qua mưa cả ngày cả đêm này. Chà, quá nhiều. Cắm nữa ốc dốc quá rồi. Từng tô cây nhỏ. Nâng tô. Chào mọi người nhá. Nghìn cây này chắc được 28 mấy.